Có nói biết ông gì à, chứ thần thầy gì mình không biết. Dạ. Nói con của bà, ba thằng bà dẫn vô bển ăn là ba thằng năm chai lâu rồi. Dạ. Là có một thằng con cá nó tu thành ngư. À. Rồi bà nó nói vậy nè, của bà thằng đó bà tôi đâu biết người nào đó con cá đó. Ừ. Rồi ông nói vậy nè, bà về bà coi cái thằng đó nó có cái bơi, nó còn cá nóc nữa. Tức là có cái gì? Có cái bơi này nè. Có cái bơi tức là cái mặt cái khuôn mặt. Con cá nóc nó có hai bơi nè. À, có hai bơi. Rồi cái thằng này là nó con cá nóc. À. Rồi cái tôi nói ông ơi, vậy con tôi ba đứa tôi đâu biết người nào con cá đâu. Nó bây giờ coi cái thằng mà có cái bơi là lần nó con cá tôi. Có cái bơi là cá nóc đó ha, cá nóc đầu thai lại ha. Đầu thai thành người đó. Rồi trong ba người con của bà là cái người nào có cái bơi đó? Cái thằng đi, thằng đi tôi nè. À, có cái ông chú tôi có bơi như hầm gấu á. Vậy hả? Mà nó gào xanh nó chạy với mình nói rồi gì sao mình chạy về nhà mình kêu anh em mình với cha mẹ mình được. Thấy hết hồn luôn. Nhưng mà thấy thiền dưới chạy lên. Tu chưa? Dạ là cũng tương rồi. Tương mấy năm. Mấy năm rồi. Nhưng mà là anh thấy vậy đó rồi khi sắm nổi Giang Thinh anh thấy có nước nâu vậy không? Có thuyền bè vậy? Không thấy. Thấy sẹt sẹt lên ầm ầm như chỉ mưa vậy đó, ầm ầm nhưng mà kia có mưa. Thì có hù sẹt. Nổ mà chưa nổ hả? Nổ hả? Dùng giảng thầy để là nói gì đó. Dạ. Yeah. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý cô chú, hôm nay Châu Phú cùng với sư huynh Tấn Dũng nhập cầu nhân ái, hai anh em cũng đi làm phận sự vị. Thứ nhất là đi thỉnh thuốc miễn phí cho bà con. Thứ hai nữa đó thì cũng có đi thỉnh những cái phần thuốc mà chị đau nhất đó vị. Để về chị cái tay anh Dũng hổm có bị té xe trúng ngay chân cái tay đó vị, giờ cũng đau nhất. Thì cũng đủ cái duyên lành về đây để mà thăm bà Năm quý vị. Thì kính thưa vị, bà Năm là hiện giờ tóc của bà Năm nè quý vị, nó dạng chân là nguyên nhân là cái đầu của bà Năm là bị u lên quý vị. Vì bà làm cái nghề là đi lụm ve chai, còn con thì đi mua ve chai. Thì hiện giờ là bà bệnh không có đi nổi nữa, còn con trai thì bị cụp xương sống đi mua phế liệu rồi bưng bữa hổm ở xóm có người mắc đó đi bưng hàng tiếp người ta cũng làm từ thiện đó, thì cụp xương sống thì giờ là không có đi làm được. Hai mẹ con đều bệnh nhưng mà đặc biệt một điều là trong nhà quay đầu ăn tương hết trơn. Bà Năm ăn tương cũng trên 20 năm rồi. Thì đặc biệt một điều là thứ nhất bà Năm có cái duyên lành khi mà cúng giấc khuya 4 giờ đó vì thì gặp được Đức Thầy. À, và có gặp được Đức Phật nữa, Đức Phật Di Lạc phải không bà? Yeah. À, cùng với một cái duyên lành duyên sâu nữa là không biết có một cái vị nào đó dẫn bà đi tới cái cảnh giới ở dưới địa ngục quý vị đó, và nhiều cái điều quy diệu xảy đến với bà. Nhưng mà đặc biệt một cái chuyện nữa là được thầy Ba Gừng hỗ trợ trị bệnh miễn phí quý vị, đó là một cái duyên lành. Tuy gần bà nghèo, bà đã ăn tương quay đầu vậy đó quý vị, thì cũng được ăn trên độ để cho bà đi đến những cái cảnh giới khác như là địa ngục, hoặc là đi đến được gặp một cái vị thầy thuốc trị miễn phí cho bà. Đó là một cái duyên. Nên hôm nay Châu Phú có mời anh Tấn Dũng ghé đây thăm bà. Thì anh Tấn Dũng nghe nói là gặp Đức Thầy là anh thích và gặp đi xuống địa ngục. Anh cũng đang thắc mắc không biết là xuống địa ngục gặp cảnh giới như thế nào để quay gửi đến bà con. Yeah. Để mà thứ nhất là nghe để mà sợ mà tinh tấn tu hành. Thì Châu Phú mời quý vị đồng hành cùng với hai anh em Châu Phú nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chào quý Dũng. Chào Châu Phú nha. Dạ, chào bà Năm. Dạ. Vâng, Tấn Dũng thưa ái mến chào tất cả quý cô chú anh chị. Kính chúc cho mọi người buổi sáng tốt lành. Thì hôm nay con được cái sự giới thiệu của Châu Phú, được biết được bà Năm là một người có một cái hoàn cảnh khó khăn. Yeah. Nhưng mà bà Năm đã quay đầu ăn chay và cúng lại tinh tấn. Yeah. Thì bà Năm có một cái giấc mơ là có một cái vị nào đó dẫn bà Năm đi xuống cõi địa ngục. Yeah. Như vậy thì con xin được hỏi bà Năm là bà Năm khi mà cái vị đó dẫn bà Năm đi đó. Yeah. Thì bà Năm thấy những cái cảnh giới như thế nào để cho bà Năm kể cho Tiến Dũng, cho Phú như là quý bà con của khán giả kênh. Yeah. Được nghe bà Năm. Dạ Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn bà Năm nha. Dạ. Thấy kiểu như cái ông nó có râu dài á. Rồi con ông dẫn mình đi xuống đó, rồi mình gặp mấy trong đó nó. Mấy ông quý sứ quánh á, mấy người trong đó. Dạ. Quánh mấy người tội trong đó nó. À. Bà mới đứng bà vừa. Bà hỏi tội gì quánh dữ vậy?
Nói tội mà bất hiếu cha mẹ. Bất hiếu cha mẹ. Dạ, chứ không là bà Năm thấy một cái vị râu dài dẫn bà đi. Dạ. Rồi bà Năm thấy người ta hành phạt ha, rồi bà Năm hỏi. Hỏi tội gì? Tội gì? Nói tội bất hiếu rồi không ăn chan lạc á, không tu hiền ngang ngược. Dạ. Rồi bị vậy, rồi nó quấn hoài chưa đòi nổi. Bà nói vậy đó. Dạ. Rồi quấn hoài nói gì nè, quấn 12 sáng tới 12 giờ trưa. 12 giờ trưa quấn tới 2 giờ khuya luôn. Quấn hoài. Rồi bà giờ mới gặp ông vua ông hậu có đội mão kia bên. Dạ. Rồi gặp mấy người đồ cho mặt ngựa đứng kia bên. Gặp hai ông đồ cho mặt ngựa luôn. Dạ, mà mình tay bự lắm mà không phải người ta. Mà cái có sừng á. Dạ. Rồi cái có mấy người trong đó, rồi mấy người nó nhảy ra, cái đi chĩa đâm vô trong cái chảo bự vậy đó. Vậy thì lấy cái chĩa đâm vô rồi mới để vô cái chảo. Dạ. Chảo đó là chảo nước sôi hay sao? Sôi á. Dạ. Không có cho người nhảy ra. Nhảy ra đâm vô. Rồi bà mới hỏi quýnh hoài chiều đời nội. Nó quýnh hoài vậy mà ngày đêm cánh sống muôn lần á. Dạ. Rồi bà mới sợ. Rồi thấy vậy. Rồi kỳ trước nữa bà thấy vậy nè. Thấy kiểu như cũng xuống địa ngục một lần nữa. Mà kỳ trước nha. Cái này mới thấy mấy tháng này nè. Dạ. Kỳ trước nè. Năm ngoái thấy. Năm ngoái là bà thấy trước nha. Thấy. Rồi mới nói đây là thấy bây giờ. Dạ. Thấy nó cầm hai cái dầu giọng đầu ông cháu dầu á, cũng thấy vậy nữa. Rồi giờ người mình thấy vậy thôi, mình dòm thôi, chứ mình không có biết người ta làm, mà không biết quýnh bà quýnh người trong đó đó, quýnh người tội nhân trong đó ha. Dạ. Rồi cái ông nó độ mã ông nói vậy gì, nói dân gian gắn tu hiền. Dạ, nói với bà dặn với bà là về nói với người trần gian gắn tu hiền, chai ăn lạc ít nhiều cũng được tu hiền á. Dạ. Rồi mất tiêu không thấy nữa. Là bà đi nhiều cửa không, hay là bà chỉ đi thấy một cửa thôi? Tay cửa đó. Dạ. Rồi cái hồi mà năm ngoái năm kia mới phát tâm tu, bà mới dẫn mấy đứa con qua bên thầy quả hảo á. Dạ. Rồi cái tối về cái ông đó nó bậy đâu vậy, ngủ ngang cuốn rồi bậy đâu vậy, đi qua bên quả hảo, qua bên thầy á là tu hiện. Ai hồi đó còn chút chút mà chưa có tu còn ăn mặn. Dạ. Cái về tối rồi ông hỏi vậy nè, con của bà ba đứa nó là có một đứa lặn cá đó. Con của bà ba đứa, có một đứa là con cá. Con cá thành tu thành người á. À, con cá mà tu thành người ha, tức là cái vị đó báo cho bà biết hả? Là ai báo? Cái ông đó nó không biết ông gì. À. Chứ thần thầy gì mình không biết. Dạ. Nói con của bà ba thằng bà dẫn vô bển nha, là ba thằng năm trai lâu rồi. Dạ. Là có một thằng con cá nó tu thành người. À. Rồi bà nó nói vậy nè. Của bà đó, bà tôi đâu biết người nào đâu cả đó. Rồi ông nói gì nè, bà về bà coi cái thằng đó nó có cái bơi, nó còn cá nóc nữa. Tức là có cái gì? Có cái bơi này nè. Có cái bơi tức là cái mặt, cái khuôn mặt ha. Còn cá nóc nó có hai bơi nè. À, có hai bơi. Rồi cái thằng này là nó con cá nóc. À. Rồi cái tôi nói ông ơi, vậy con tôi ba đứa tôi đâu biết người nào cả đâu. Nó bà về bà coi cái thằng mà có cái bơi là lần nó con cá tôi. Có cái bơi là cá nóc đó ha, cá nóc đầu thai lại ha. Đầu thai thành người đó. Rồi trong ba người con của bà là cái người nào có cái bơi đó? Cái thằng đi, thằng đi tôi nè. À, có cái ông chú kêu có bơi đi như hầm gâu á. Vậy hả? Mà nó cạo lại anh đào đó. Dạ. Cứ như cái gâu này có cái trận bên này nè. Vậy ha, để chút xíu nữa con quay cái anh đó cho bà con mình xem luôn được không? Dạ. Nó thấy nè, tôi nó có hiểu. Yeah. Nó thấy nó đứng dưới sông nó tắm. Yeah. Nó nói với tôi. Rồi nó ở ông già lõn ở trần, nó thấy ở dưới âm môn mà Cần Thơ á. Yeah. Chạy thuyền bắt nhã lên mà không có đáy. Mà kiểu như chỉ gì mà đi ào của nó, mày lên đây. Mày lên xuồng nó chở mày đi thuyền bắt nhã. Yeah. Rồi nó không dám lên, nó nói là mình ở trần lên sợ bị gầy. Ông kêu hoài cái nó lên. Yeah. Nó lên nó chắp tay niệm Phật, niệm Phật. Ông chỉ cái tay đi ồ. Chỉ cái tay lên chiếc thuyền nha. Ước nó. Nó đi là kiểu nó không như mình vậy đó. Cái đó nó thấy, tôi không thấy. Nó thấy hoài. Yeah. Thấy bà qua âm nữa, nó thấy qua. Đó nó. Nó có cái bời nó cạo rồi, nó đau rồi. Dạ. Yeah. Nó hiểu. Yeah. Nó lo. Hiện giờ là ba người con của bà là con nghe nói là cũng đều phát tâm ăn chay luôn hết hả bà? Ăn chay mấy chục năm rồi. Vậy hả? Người thằng ở nhà thì nó nấu nước, giặt đồ, không mà nghĩ ra tiền chứ. Dạ. Yeah. Rồi kiểu như mình bệnh quản ẩm bụng á. Dạ. Rồi thằng đi mua chai cũng nghèo, của thằng này đau hai mẹ con chở hoài không có tiền mà chở đi. Chở đi thuốc. Chở bà đi lấy thuốc để mà đắp thuốc rồi trị bệnh cho bà ha. Dạ. Giờ thằng gia đâu có làm gì mà làm. Có tiền đâu hả? Không. Bà kế bên bà bệnh rồi nó tiếp ba người cực kỳ sống. Dạ. Bây giờ đau hai mẹ con đi hoài không tiền, nó sao nó nhớ. Dạ. Bỏ mẹ đau chết không chở đi mượn này kia đi.
Dũng mở nó cho nó mới nhiều. Ủa là trong một tám ngàn phước không ăn tiền cho. Dạ, coi như là bà đến đây là ông ba ông đắp cho bà ông chị bà miễn phí hết ha. Dạ, không lấy tiền. Dạ, thấy bà khổ mà đâu lấy tiền. Của quá làm tiếp hoài cái nó. Dạ. Làm từ thiện. Hoài ai gì gì mà nói mà hoài hai ba giờ nó nha. Đó đó ngồi đó kêu nó tình mơ. Rồi sao bà dịnh dịnh cái chán hoài là sao, là nguyên nhân nó đau đầu hay là bà nó ê ê hả, nó vẫn ê từ từ đắp thuốc nó sẽ giảm hơi nhiều ha. Làm gì nó bớt cho bà. Con hỏi là con nghe nói là bà có gặp đức thầy là gặp sao, gặp kiểu như mình cúng á, cúng gần sáng cúng 4 giờ sáng á. Dạ, gặp kiểu như mình chắp tay ở bọn thiên á. Dạ, mình đâu biết đức thầy. Ừ, gặp ổng đứng kế bên vậy luôn hả? Ổng đứng kế bên cái, tức là lúc đó là bà đang cúng luôn chứ không phải là bà ngủ ha. Không, cúng cho bọn thiên á, cúng bọn thiên 4 giờ. Dạ, cái gặp sao mà mình không thấy đi đâu, không thấy đứng tới mình. Dạ. Cái tôi cũng không nói, ông đứng kệ ổng, mình đâu có biết ai đâu. Cái chặt tay niệm Phật, cái ông cầm xu chuỗi mà ông bận áo dài bông á. Áo dài bông. Áo dài bông, áo đen mà bông trắng. Dạ. Quần trắng. Quần trắng. Giống nói, như trong hình vậy đó ha. Gan trong hình mình thờ vậy đó. Dạ dạ dạ. Cái ông nắm tay ông nói nè, cái câu bà niệm Phật là chờ ngày chung cuộc. Ông nói tôi vậy đó. Ông nói cái câu bà niệm Phật là chờ ngày chung cuộc hả? Ừ, chứ không nói vậy. Tức là thầy chỉ nói một câu gì thôi. Câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, tức là thầy đến thầy này nắm tay bà. Nè, nắm tay. Ông đứng bên ngọn nắm. À, thầy nắm tay bà, cái thầy nói là câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Dạ. Ông nói vậy, nó bao nhiêu. Rồi sau khi thầy nói gì xong rồi thầy biến mất hay sao? Giờ là không thấy mất kêu. À. Mình đứng mình ơn, mình ngồi cũng ngồi thôi mình vô. Vậy có một lần ngày năm ngoái. Dạ. Năm ngoái tôi để 18 năm tôi bệnh tôi đi không được. Thằng đó anh đi. Nó đi lễ hoài à. Rồi cái thấy ông đi ngang cửa mình. Thấy ông? Thấy đi, thấy thầy hả? Ừ. Rồi cái người ta la. Kiểu như mấy đứa đi nhà tôi cũng đặt bàn gót nước bông qua. Dạ. Cái tôi gặp ông đi ngang người ta la nó nói thầy gì à, thầy gì à. Cái tôi dòm lên gặp ông đi ngoài lộ, chứ cửa không có vô nhà. Dạ. Ông đi ngang về cái tôi dòm lên tôi gặp. Cái thầy gì kìa, ông thầy gì ổ tay. Rồi tôi mới nói vậy nè, tôi nói thầy gì là gì à? Ông đâu có gậy mình đâu, mình tu mà. Dạ. Mất tiêu. Tức là cũng nhiều người thấy trong lúc đó chứ không phải là riêng bà ha? Không có, không có. Cái kiểu như mình thấy vậy mình ên mình nè, mà à, mình nghe người ta la. À. Người ta la, người ta nói thầy gì mình dòm lên coi phải không? Dạ. Cái đó là trong giấc mơ ha? Ừ. Trong giấc mơ. Có nói giấc mơ mình cúng. Dạ mình cúng. Chứ không phải là mình đứng. Dạ dạ. Rồi cái ông đi luôn. Nó chết luôn, ông có vô. Rồi cái lần thấy hoặc là hảo là cũng ông đó ông nói nữa. Ông nói con của bà ba đứa nó là con cá nó thành ngựa đó. Nó tu thành ngựa. Ừ, báo cho bà biết là trong ba đứa con bà là có một người là con cá nóc. Cá nóc tu là thành người. Ừ, tôi nói ba thằng đó tôi đâu có biết làm sao. Con mình đâu biết nào cá lóc đâu. Dạ. Ông nói bà về bà coi thằng cái thằng đó nó có cái bơi đây nè. Có cái bơi hay bà bên mặt ha. Ừ, cá nóc nó có cái bơi nè. Dạ, chút xíu nữa con với Phú sẽ quay ảnh để cho bà con. Dạ. Nó đây không? Dì kia. Có nó hởm nó đi điện thoại mày đó. Vậy đó hả? Dạ thì là ảnh có cái bơi ngay mặt hả? Ừ. Tức là nhìn giống con cá đó. Con cá nó tu thành người chứ không phải nó người ta. À, tức là con của bà có một người con trai. Hai thằng kia cũng tu nữa. Trong cái giấc mơ có một vị đó báo cho bà biết. Dạ. Trong ba người con trai bà là có một người là cá nóc tu thành người. Dạ. À, để mà tu tiếp nữa. Dạ. Tu không có nói mời anh vô. Mời anh vô, mời anh vô cho bà con mình coi. Con bà tu sao thành Phật đó. Dạ. Hồi đó quá chân giờ sao Phật. Nói vậy luôn ha. Ừ, ông đúng nói vậy. À đây ha. Mời anh trai vào đây ngồi anh trai. Đây là cái gì nè, thì anh gặp xương sống, sống anh ngồi đây cho Phú cầm máy quay gần lại cho bà con mình xem là ha. Miễn phí đây kính thưa vị, thì đây là anh tên gì anh hả? Anh Mên. Anh Mên. Mên thì anh Mên này là con thứ mấy của bà? Thứ năm. Đông. Thì trong cái giấc mơ là bà có một vị báo với bà là anh Mên. Dạ. Là một trong ba người con của bà, là tức là từ một con cá. Ừ. Mà là cá nóc luôn ha. Có một thằng, một thằng con cá nó tu thành người. À, tức là có một người chuyển kiếp, tức là ảnh là ngày xưa cái kiếp ảnh là cá nóc. Dạ. Mà tu rồi mới được thành người. Rồi sau này thành Phật. Thành người xong rồi cái vị đó báo là nếu mà tu nữa thì sẽ thành Phật luôn. Dạ. Không à, là tức là báo cho bà biết là cái mặt của ảnh này là có hai cái má này. Nó có cái này nè. Có hai cái măng. Nó có cái bơi nè mà nó cạo râu. À quá lạ. Dài với dai nè. Đúng rồi. Nó cạo nó bỉnh á. Khác hơn người khác. Dạ.
Có gâu đây luôn anh ha, có gâu đây ha. Nói, bà muốn biết gì bà coi cái quả mát con bà, có cái bơi bên đây nè. Có cái bơi ha. À, nó rõ nét luôn hả cho Phú ha. Mà đâu cho Phú quay thử mặt anh nó khác ảnh đúng không? Đúng rồi. Đâu có cái bơi hai bên rõ nét gì đâu hả? Nè này nè, gâu rồi. Với lại á, nhưng mà ảnh cũng quay đầu anh Năm Tương luôn. Tu nữa. Lâu rồi, mấy chục năm rồi, bà mẹ con ăn. Là anh Năm Tương bao nhiêu năm rồi hả? 2005. 2005 tới giờ. Dạ. Cái công việc của anh thường ngày là hiện giờ là anh làm công việc gì? Chính là đi mua chai phế liệu. Mua chai phế liệu ha. Dạ, vậy là nối nghiệp của bà già hả? Dạ. Nghề nghiệp thì nó vốn không biết chữ. Lâu rồi mình dốt quá rồi mua chai kiếm sống qua ngày. Dạ. Dạ. Anh hiện giờ bữa hổm anh đi tiếp người ta đi sớm đó ha. Sớm bà con sớm á. Rồi anh đi qua anh giúp đỡ rồi khiêng hàng đồ này kia đi tiếp hay sao? Không có khiêng hàng mình cắt đá mà bưng tiếp á. Giác cắt đá hay chồng tiếp ha. Dạ, đẩy xe gùa đó rồi cái nó cập sống. Cập rồi bây giờ qua đây á không có tiền chị thì được chị ở đây có tốn tiền không? Dạ miễn phí. Không được miễn phí. Dạ. Mừng tiếp ông làm giùm. Dạ. Gọi cho ông lấy tiền. Cho ông ba đó ông giúp đỡ miễn phí đó. Nó làm hoài vậy. Nó quý báu. Tại vì về kể nó mà chừng hết nó mới lập. Thì ngoài ra là hình như là bà cũng có duyên lành đó là bà cúng vào giấc khuya đó, bà có kể chưa, bà gặp được đức thầy đó. Dạ. Gặp ông Trinh Trăng nữa, gặp ông Trinh nữa, mặt trời mọc nè, gặp ông đứng trên tôi chảy luôn. Dạ. Gặp ông vậy. Nhưng mà bữa đó là bà cúng mấy giờ mà bà gặp được? 4 giờ khuya. Vậy đó ha. Thức khuya, khuya mẹ con cúng ở nhà bữa nào vậy? 4 giờ khuya, cúng sớm ha. Dạ. Cúng nặng sáng nhưng mà 3 giờ mấy thức rồi, bữa nào ba thằng cúng hết trơn. Vậy hả? Ăn chay hết trơn. Tinh tấn quá ta. Bữa nào lại nhà tôi chơi. Dạ. Gia đình này tinh tấn anh. Khi nào có dịp thì con đi cho Phú ghé rồi thăm gia đình bác sao ha. Dạ. Đi cậu này nè. Điện chưa? Ta mở điện cho bà. Mở rồi, con tiều bỏ ta mở rồi, ta gắn rồi. Dạ. Rồi bà còn cái chuyện gì nó thấy ở trên chăn á. Dạ. Thấy con chăn mình đứng trên chăn, mặt chăn bự lắm. Dạ. Rồi thấy thầy đứng cái bên nữa. Rồi cái bên rồi đứng mình đấu với thầy. Dạ. Thấy cũng bận quần trắng áo dài bông vậy. Rồi cái mình bây giờ nói chung đứng đây với ổng mà mình té này chết rồi sao rồi biến mà. Dạ. Rồi bây giờ hồi cái sao mà giờ lên thấy cái mặt chăn số 12 giờ. Rồi hồi một tiêu, ổng biến một tiêu. Là thầy biến mất tiêu. Với thầy với một lần thấy lên Phật Di Lạc á. Phật Di Lạc bà thấy sao bà? Thấy kiểu như là lúc mình còn khổ quá, mấy đứa còn nhỏ xíu à. Dạ. Mình cũng chưa ăn chay. Rồi thấy kiểu như mình khổ quá, mình đứng ngoài biển mà có cái cục đá bụi vậy nè. Dạ. Mà mình đứng nước nữa, nước nó quánh ầm ầm ầm, mình rớt là chết đó. Rồi đứng hoài mình nói đứng đây rồi sao mình về má mình được rồi con mình đâu. Mình nói bụng vậy đó. Còn hồi cái cục đá nó vô bờ. Có cái bà đỡ trên trển bắt xuống không biết bà nào còn ấm ai mình. Dạ. Ở bận bộ đồ cho bà nó mày vô đây đâu kéo mày lên. Đứng đó mày chết. Dạ. Cái tôi mới nói như nào. Đi vô không được đâu, bực này cao quá bà kéo tôi lên tôi té rồi sao? Dạ. Bà ốm yếu rồi té này sống à. Tôi không lên. Không lên cái bà nói bà kêu mày lên đi không có sao. Kêu lần thứ hai tôi cũng không lên luôn. Lần thứ ba bà kêu nói mày ăn mấy mỡ này mày chết đó. Mày lên em. Lần sau tôi nắm tay tôi lên được. Dạ. Tôi lên được trên đó. Lần đó cái tôi nó hờn ơi. Ở dưới cũng chết mà lên đây cũng chết. Ở cái này ăn cái gì đâu. Không có nhà cửa không ai có mời ông này ông ngồi đây rồi. Ông có cho mình ăn gì là ông Phật Di Lạc mà mình không biết. Dạ. Cái tôi mới nói ông Bảy ơi. Ông cho lên ở với ông chứ. Lên đây học gì ông ăn cái gì tôi ăn nấy ở trên này. Không thấy có cơm gạo mỏng nấy nhà cửa chứ. Dạ. Rồi cái xong tôi lên cho nó lá sen mừng hết sức mừng luôn. Không có thấy bông ngang có sao nó vậy. Thấy lá sen nó hù mừng đảo giống như là thấy mấy lá sen nó đảo lại mừng như mình mừng làm gì nè. Dạ. Rặt nghẹt mà hầm sen luôn mà chưa có bông. Dạ chưa có bông, thấy chỉ lá thôi. Dạ thấy lá không hả. Dạ. Thấy vậy đó, có sao nói vậy. Chắc là ao sen báo quá. Dạ, ao sen báo Tây Phương ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con với Châu Phú cũng được nghe bà Năm kể những cái câu chuyện, những cái giấc mơ kỳ lạ của bà. Dạ. Mà trong đó là con ấn tượng nhất là cái câu chuyện mà có một vị báo cho bà Năm biết trong ba người con trai của bà là có một vị là một là con cá. Cái tiền thân là con cá nóc hồi trước nó con cá cho mấy người ta trước con cá
là tu là mới được để chuyển kiếp lên thành người như thế này. Ừ, rồi con sao là báo cho bà biết là có luôn hai cái mang như bên đây nè. Ừ, nó tu không biết. Dạ, rất là đặc biệt cái điều này. Dạ. Là có báo thêm cho bà biết là nếu mà vị này mà tu nữa thì sau này là sẽ đắc quả Phật luôn. Dạ. Dạ. Rồi nói tôi về tôi biết ba thằng trai người ta không à? Dạ. Mấy cá. Ổng này bà về bà coi của má con bà có cái bơi là con cá đó. Yeah. Là cái thằng nó con cá đó. Ừ. Ông đó nói vậy. Trong ba người chỉ có mình một bà tảnh là có cái bơi hai bên vậy thôi. Không có bơi này nè. Đó, hai cái gâu này nó dài lắm tại nó cạo nó cạo nó bệnh đó. Cạo là bệnh cái gâu đó ha. Để gì thì không sao mà. Gâu nó dài lắm mà nó cạo. Gâu giống như bơi với cái con cá này. Cái nóc đó, cái nóc nó có hai măng nè. Lạ. Với lại anh làm ơn cho hỏi á. Anh khi mà cái giấc mơ của mẹ anh vậy đó. Nhưng mà anh có cảm nhận được là anh thích nước không? Thích gần nước đồ không? Thường cá là thường giống như có một cái chú đó là chắc là tiền kiếp chú đó nó làm bên là bên Sơn Thần đó, nên nó là chú ấy bây giờ ăn đá cục không à. Còn khi mà anh cái tiền kiếp của anh nếu mà làm cá thì đó anh có gặp nước anh thích hay là gặp biển bơi giỏi không á, dụ như bơi thì cũng được lắm, cũng bình thường. Dạ. Yeah. Cũng phải bơi nước lắm mà vậy, tại vì nhà nó xa nước đó mình ít có bơi. Vậy đó ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà anh có cái gì lạ về cái giấc mơ của mẹ anh không, theo mà tiền kiếp mà anh kêu đó. Giấc mơ năm đó là cũng cách đây là cũng mấy năm mà cũng lâu rồi. Dạ. 6-7 năm rồi. Thấy là ở dưới chạy thiền lên á, thấy cái dưới là sau nhà của mình đó. Dạ. Như là nhà như là trên núi, cảnh trên núi vậy đó. Dạ. Người cái nhà lá như là nhà đẹp lắm. Dạ. Góc tranh như cái nhà tranh vậy. Cái thấy cái dưới mà thấy tượng Quan Âm, mẹ Quan Âm đó. Dạ. Tượng ở trên không đó. Dạ. Hiện ra. Cái em cái chạy vô kêu mẹ ơi. Mẹ Quan Âm xuất hiện ra. Ừ. Cái nói gì đó. Cái hồi biết mất. Dạ. Thấy trên đường đi về đó, trên núi cái đường vắng vẻ lắm. Thấy mình nghe trong giảng đức thầy là nói là nếu phải chờ sắp nổ văn tinh đó. Yeah. Nghe mà tính năng nó muộn, nghe sắp nổ sao sẽ âm vậy đó. Dạ. Sắp nổ nó chạy với mình nói rồi gì sao mình chạy về nhà mình kêu anh em mình với cha mẹ mình được, thấy hết hồn. Nhưng mà thấy thiền nó chạy lên tu chưa? Giờ đó cũng ăn tương rồi, ăn tương mấy năm rồi. Nhưng mà là anh thấy vậy đó, rồi khi sắm nổi văn thinh anh thấy có nước nâu vậy không, có thuyền bè vậy không? Thấy sạt sạt lên ầm như chỉ mưa vậy đó, ầm nhưng mà chưa có mưa. Vậy tối hù sạt nổ mà chưa nổ anh nổ hả? Trong giảng thầy đã nói gì đó. Dạ. Yeah. Là thuyền chạy lên anh, chắc là anh cũng có cái nhân duyên pháp cho nên là mới thấy được những cái cảnh tượng như vậy. Nó không đi chơi thì hôm nay con cho Phú được nghe bà Năm kể là những cái câu chuyện tâm linh như vậy. Dạ. Thì được biết hoàn cảnh của gia đình của bà với các anh cũng là hộ nghèo khó khăn, đi bán đi thu mua dây chai phế liệu để sống, thì con xin thay mặt một mạnh thường quân có gửi một ít tiền để giúp những hoàn cảnh khó khăn đó bà. Dạ. Thì con xin trợ duyên với bà là 1 triệu đồng ha. Dạ. Dạ, 1 triệu đồng này là của nhiều của em Tệ Dung. Dạ. Em Tệ Dung. Tệ Dung bên nước nào? Tệ Dung con không biết bên nước nào nữa mà. Dạ. Dạ. Cảm ơn ở trong nước còn nước luôn. Dạ. Nước ngoài nước luôn, cảm ơn. Dạ. Mùa gì đạo Phật. Mấy cô đừng cho gì cũng được mà cái duyên lành sau này Phật gặp thầy. Tôi thấy vậy đó, thấy sao nói vậy. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ. Thì thưa bà, hôm nay có hai anh em con gặp bà với anh ở đây đó thì cũng có Zalo. Dạ. Ngọc Ngà. Dạ. Zalo Ngọc Ngà gửi cho bà hỗ trợ. Dạ. Cho bà 500.000 trong cái lúc khó khăn như thế này. Dạ, nó mua gì đó bà. Zalo Ngọc Ngà. Rồi cảm ơn cảm tất cả ơn mạnh thường quân luôn. Dạ, mua gì đó bà. Dạ. Rồi thì chúc cho bà với anh có nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành trên con đường sắp tới nữa nha. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà anh Dũng tạm biệt. Dạ, vâng, vâng, và một lần nữa thì Tiến Dũng thay mặt bà Năm cảm ơn Zalo của Tuệ Dung và Zalo của Ngọc Ngà. Dạ. Kênh Cho Phú hỗ trợ với bà 1,5 triệu để giúp cho bà làm cái phương tiện thuốc thang nha. Dạ. Dạ, thì chúc cho bà nhiều sức khỏe cùng với các anh nha. Dạ. Giờ đây thì Tiến Dũng và Cho Phú cùng với bà Năm và anh trai thân ái mến chào tất cả vị. Và kính chúc cho tất cả vị thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah, và hãy nhớ bấm đăng ký kênh của Tiến Dũng và Châu Phú để ủng hộ tinh thần của anh em nhé vị ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.